Dạ em chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng nha, trong cũng như ngoài nước. Một là chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn cuộc sống của chị. Thì cô chú anh chị cũng đã biết rồi đó, cái câu chuyện mà phía bên con ve mà hổm mà đi ở Tây Ninh đó, ông Loan đi ca thì ve cũng đến bảo nguyện em đó. Đó thì ngày nay em cũng không phải là cây cứu, nhưng mà con cái vấn đề là phía bên Hồng Loan á là ca những bài ca của cha mình mà tại sao lên đánh bản quyền, thì em không biết là cái bản quyền đó là phía bên con ve là nó đem vào cái network từ lúc nào đó, thì tại sao mà anh em mà quay chia sẻ lên mà đánh bản quyền. Thì em cũng cầu mong cho cô chú chị cũng vào để đăng ký kênh chia sẻ giúp em, để chia sẻ về câu chuyện bản quyền để xem những anh em ở đây để quay như thế nào. Ủa tại sao mà một cái mà kêu bằng cái khúc của chú 5K mà tại sao vô đánh bảo quyền em, rồi trong khi đó là không biết là Hồng Loan có bị đánh bảo quyền không, cái chuyện này không biết, nhưng mà tới hiện tại bây giờ thì cũng nghe những thông tin là Hồng Loan cũng có nha cả nhà, cũng có đó đó. Thì nhưng mà Hồng Loan không nói thì em cũng chia sẻ đó. Thì một nghệ sĩ, một ca sĩ mà lên mà đánh bản quyền như vậy thì chắc chắn có lẽ là không sạch sẽ rồi. Nghĩ sao sạch sẽ, tại vì từ cái lúc á mà chú Năm á trao tặng cho phía bên con ve đó một cái tổ nghiệp mà tới bây giờ con ve nó có đặt cái niềm tin và nó có sử dụng cái nghề của nó đâu. Dạ. đâu sử dụng. Sử dụng là cái nghề này kêu bằng một là tiền phúng điếu, hai là kêu bằng là tiền từ thiện, ba là kêu bằng là dẫn dắt dư luận vào cái câu chuyện này để cho khán giả người ta xem vào người hướng khác. Bây giờ mà kêu thầu đám tang đám ma gì là phải kêu con ve gì đến, chứ bây giờ không thể nào mà kêu ai khác được. Tại vì cô chú chị cũng đã biết rồi đó, thầu đám tang mà của chú Năm thì con ve nó kêu bằng nó vô là nó làm là kêu bằng là tiền cuốn điếu tấp nập luôn. Mà có rất là nhiều cô chú chị đã vào đã xem đã biết về cái vấn đề của con que là như vậy rồi đó. Thì tới thời điểm tại bây giờ là những cái bản quyền mà con que nó nắm được bao nhiêu bản quyền và được bao nhiêu vấn đề là kênh bọng mà nó đánh em về cái vấn đề là kêu bằng là lá bồ đề đó, coi em cũng sẽ chia sẻ về cái vấn đề là con que đánh em là cái bản quyền như nào, là cái bài ca là lá bồ đề là đánh em cũng rất là cay cú nha. Đúng em đâu có anh. Em đâu có lấy về nhạc và đâu có lấy về cái vấn đề hình ảnh đâu mà tại sao quýnh em đó, rất là cay cú nha em. Cay cú à, em phải nói à, mình có miệng mình phải nói để cho khán giả biết về cái câu chuyện của quay như thế nào. Tại vì một người mà không có tâm trong nghề, không có một cái tâm thì không có tầm để sống, và không có tầm để sống thì ra ngoài xã hội làm được cái gì. Mà ngay cả chính bản thân mà bây giờ cái nghề của con ve đó mà bây giờ nó cũng không có sử dụng trên cái nghề của nó, thì hỏi cô chú anh chị ra ngoài đợi làm được cái gì. Bây giờ cô chú anh chị cũng đã biết rồi đó, nghề của con ve là bây giờ là vấn đề gì, tiền muốn điếu, sau khi đám tang đám ma đám dỗ đó thì bây giờ kêu con ve hết đó, nó thầu luôn, mà thầu sạch sẽ luôn. Ngay cả mà bây giờ mà tiền mà Mạnh Thường Quân khán giả mà gửi về cho nó đó, thì nó cũng đâu có, nó đâu có sao kê đó. Mình phải thực tế về cái vấn đề là của chị Bánh Tét. Chị Bánh Tét là bây giờ là cô chú anh chị cũng biết chị Bánh Tét giúp đỡ nó rất là nhiều, nhưng mà tại sao mới tới bây giờ là nó cũng không có sao kê và nó cũng không trả tiền cho ta, và nó ganh ăn tức ở với Hồng Loan rất nhiều về cái vấn đề là đi ca nè. Đi ca đi hát Hồng Loan được rất là nhiều cô chú anh chị thương yêu nè, được rất là nhiều mọi người là ta chào đón nồng nhiệt. Còn con que thì bây giờ ra hỏi cô chú chị chào đón cái gì, chào đón cũng chỉ được gạch đá thôi. Nhưng mà bây giờ gạch đá mà bây giờ chào đón con que chắc lẽ là nó xây được cái nhà đó, anh chị xây được cái nhà luôn, chào đón nó xây được cái nhà luôn. Cho nên là em cũng cầu mong tất cả cô chú anh chị còn đồng mạng thương yêu và quý mến em á, thì cho em một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký của chị. Yeah. Để cho cái kênh em nó lan tỏa cho đến tất cả mọi người. Chứ bây giờ quýnh em hai gậy rồi còn cái gì nữa đâu. Một cái gậy đầu tiên á là chú Ngân Tấn Ca, là cái bài ca đợt trước á là ca tại nhà của Hồng Loan á, là đám giỗ đầu tiên á, cái bài ca là di chúc của cha đó.
xong rồi bây giờ đánh em một gậy, xong rồi bây giờ đánh tiếp một gậy về cái vấn đề là lá bồ đề đó. Bài ca đó là em có từ ở trên cái YouTube em là nó có báo luôn nha, đỏ quét luôn á, là quýnh là tối 27 luôn, sáng 28 là em nhận được một gậy đó. Đúng chống, chống gậy đi luôn á. Dạ, theo như cái thông tin của hai anh em của tụi em được biết á cô chú, là buổi chiều ngày hôm nay thì chị luật sư Tiếp Ngọc á là cũng có đến nhà chị Loan, thì cũng bàn một cái số công việc mà sắp tới anh, là tháng 6 này là sẽ là mẹ con Cám và cùng với chị Loan sẽ ra tòa giải quyết cái vụ việc mà tranh chấp tài sản cái căn nhà số 5 Đồng Thị Điểm á cô chú. Rồi cái điều thứ hai á là hiện tại bây giờ là chị Loan là cũng muốn đòi lại cái bản quyền bơ hát của ba của mình đó anh. Tại vì sao? Ngày hôm qua á, là chị Loan cũng có là đăng tải một cái bài viết lên nha cô chú anh chị, là xin lỗi hết tất cả các anh em YouTube. Thì trong những ngày á, mà chị Loan đi lưu diễn á cô chú, thì chị Loan hát cái bài hát đó, thì cũng dính mấy chục giây vào cái đoạn là hoa bờ đề. Thì cũng được là cô cháu gái này nó gánh ăn tức ở cô chú anh chị, rồi bắt đầu nó đánh gậy bản quyền hết tất cả các anh em YouTube mà quay chị Loan để chia sẻ đến cho cô chú anh chị trong nước và ngoài nước vô thương chị Loan được xem á cô chú. Phải nói rằng là hiện tại bây giờ là con với con nó rất là hèn luôn cô chú anh chị, tụi em đâu có làm gì đâu, thì chị Loan hát thôi mà anh. Thì nhà của ba mình thì chị Loan có quyền hát thôi chứ cô chú. Nghĩ sao mà bây giờ là nó nắm trọn cái bản quyền bơ hát của ba chị Loan, là nó bắt đầu nó nói rằng nó không cho phép là ai mà chị Loan hát á mà lỡ bị dính bản quyền cái đoạn đó một xíu là nó đánh gậy tụi em cô chú anh chị. Thì hiện tại bây giờ phía trước mặt màn hình của cô chú anh chị và các bạn là anh Thảo Nguyễn Vlog là cũng bị là hai gậy rồi nha cô chú. Đó thì anh cũng rất là bức xúc luôn. Dạ đó thì em cũng chia sẻ gửi đến tất cả cô chú chị biết rằng là phía bên kia đó hiện tại bây giờ thì cũng đang khi bằng là ganh ăn tức ở với Hồng Loan rất là nhiều về cái câu chuyện là đi ca đi hát. Thì tại sao mà Hồng Loan là được khán giả yêu thương, rồi Hồng Loan được khán giả là quý mến rất là nhiều, mà ủa em đâu có lấy bản quyền gì mà đâu mà tại sao nó quýnh em một gậy, hai gậy luôn. Đây nè, đây quýnh một gậy nè, mới quýnh qua. Hai gậy liên tiếp luôn. Là anh là bị đánh gậy nè. Rồi anh, em chia sẻ luôn này. Bỏ vlog nè. Nói chung là tôi mới chạy lại nhà của Hồng Loan luôn. Đó cho các bạn quýnh biết em luôn. Hai gậy luôn. Đấy là đập em một cái gậy mà cái bản quyền đó là của chú Vũ Linh hát qua bồ đề. Tôi đúng rồi, tôi chỉ lấy cái có tí xíu nốt nhạc đó mà cách đây 10 tháng nha các bạn. Đây tôi là đây ông là một kênh là 140 mấy ngàn người đăng ký kênh anh em, là nhưng mà hôm qua nay tôi gửi Gmail tôi đâu có nói gì tới cô ta đâu đó, mà nó một người ca sĩ mà có cái hành động như vậy là những người rất là ác. Em nói cho bạn nghe, tối 27 đúng là, tối 27 là sáng 28 là em nhận được cái mail là nó quýnh em một gậy. Đây nó quýnh một gậy, hồi bữa hôm qua mình chưa biết lý do gì, mình ngồi tại Vũng Tàu luôn, mình mở ra là mình thấy là nó đập bản gậy của mình. Bản quyền của mình là với hình thức là cái video đó là video ngắn nha các bạn. Đúng mình rồi. Làm video ngắn thôi ngắn. Đó thì nó đọc cái bản quyền là chú Vũ Linh đang ngồi hát với má của Hồng Phượng. Đây mình nói cho biết luôn, một người phụ nữ ca sĩ mà có cái tính độc ác như vậy thì mà mình chưa bao giờ mình xúc phạm đến cô ta, mình chưa nói gì tới dòng họ bên cô ta và Hồng Loan, mình chỉ đăng Hồng Loan những lúc đi hát thôi. Nhưng mà cô ta thấy liên quan tới Hồng Loan trên kênh của mình thì cô ta đập luôn cái bản quyền đó. Mình chưa biết, mình mới vừa chạy lại nhà thôi, mình hỏi lý do thôi nhưng mà không có nhà. Đấy nếu mà bản quyền đó là của chú Vũ Linh, nhưng mà thật sự ra nếu mà cô ta mua cái bản quyền đó thì sao không gỡ bỏ đi, Vũ Linh còn nữa hay không mà phải để cô ta đập bản quyền đó. Đây mình nói cho các bạn biết luôn, đây tôi là trên mạng xã hội ai rất là nhiều người biết, không phải là một người, kênh tôi hơn 100 triệu người xem. Em chia sẻ anh đấy. Nói anh nói là điều này anh có dám chắc chắn là anh có sợ hay là dám chắc chắn không sợ bất thích cứ cái gì hết. Cứ thế mà đúng anh, chính xác rồi. Đây có mặt đây anh, tôi đi qua tới nhà tôi tìm mà nãy giờ đây để tôi hỏi lý do gì thôi. Dạ. Đó tôi chưa bao giờ xúc phạm đến mà mẹ con của ta hay bất cứ tôi nói gì trên Brahma, tôi chưa bao giờ nói gì hết.
nhưng mà tự nhiên đọc bản quyền tôi thấy một cái là vô lý thôi. Đúng, vô lý, rồi vô lý. Chia sẻ bao nhiêu đây thôi cho mọi người thôi, giờ anh rồi, cứ quay đi. Em cũng xin phép là quay cái hình đó. Ảnh của anh để đăng tải lên mạng. Được, giờ bao nhiêu đó thôi. Anh cho phép đúng không? Đúng rồi, anh cứ lấy bình thường. Dạ. Có vấn đề gì là anh chịu trách nhiệm hết. Anh nói là rồi. Em không có bản quyền đọc bản quyền ai hết. Rồi chưa giờ. Cả ngàn người lấy tiếng nói của tôi mà để bạc kiếm tiền, tôi còn không thèm nói đây. Đúng. Người ta sống có tâm chứ không phải là sống là phải có tâm. Hiểu không? Của anh em là người ta mới nhận được cái tốt, còn mà sống mà cứ nghĩ mà lương lẹo hay lòn lách hay bất cứ thứ gì thì người đó không có được cái gì mà tồn tại trên xã hội hết. Đúng đó, mình sống cho họ thương. Một ca sĩ mà như vậy ha. Đó, như tôi là một người bình thường thôi, nhưng mà tôi biết sống chứ không phải là tôi sống mà để tranh giành hay ganh định kỵ hay là hơn thua gì hết. Đấy. Đó, là tôi nói cho các bạn nghe vậy thôi. Rồi. Dạ rồi, em cũng cảm ơn anh rất là nhiều nha. Rồi.